Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Hôm nay em sẽ làm một cái clip về tiếp về cái chủ đề là trị cái bệnh dẹp sáp trắng cho cái cây đào. Đấy, thì như cái video lần trước thì em đã hướng dẫn mọi người là dùng thuốc sâu này, các loại thuốc sâu cũng được, xong rồi hòa với lại nước dầu rửa bát để phun lên thì hai lần thì nó sẽ chết hết. Đấy, thì đợt vừa rồi em đã phun xong hai lần thì đợt này nó đã chết hết rồi các bác ạ. Đấy, thế nhưng mà cây nó vẫn còn bị vẫn còn những cái đốm trắng ở lại. Thì hôm nay tiếp tục cái bước thứ hai để em xử lý cho cái cây đào này, thì để cho nó đẹp và để bán được Tết nhé các bác. Thì sau khi chết thì các cái đốm trắng nó vẫn còn lốm đốm ở ngoài này này các bác. Em quay gần cho các bác xem nhé. Đây này, nó vẫn còn những cái đốm nó hơi nhạt nhạt đi rồi, nó chết hết rồi các bác. Thế nhưng mà bây giờ cái bước thứ hai để làm cho cái cây đào nó đẹp ấy, thì các bác dùng mỗi cái nước dầu rửa bát hòa với cái nước bột xà phòng nhé các bác. Thì các bác cứ hòa lên như này và dùng một cái bàn chải như này. Đấy, dùng cái bàn chải như này thì mình cứ cứ đi chà chà dọc cái thân như này. Đấy, thì nó sẽ bay hết sạch đi nhé các bác. Thì cái cây của mình nó sẽ được đẹp hơn. Đấy, nó mất sẽ mất hết những cái đốm trắng còn sót lại. Thì Tết sẽ bán được cây dễ hơn nhé các bác. Tại vì để những cái đốm trắng ở đấy thì nó sẽ rất là xấu, kể cả các cái cây của các bác để trưng ở trong nhà như thế. Thì các bác nên dùng, có ít cây thì các bác làm thế này được các bác ạ. Em cũng có ít cây bị như này thôi, nên là em có thể dùng bằng phương pháp thủ công như này, rất là mất công. Dùng bàn chải này, mình cứ hòa với nước dầu rửa bát với nước xà phòng và mình chà lại một lần nữa như này, thì là nó sẽ sạch hết cái cây, hết cái con dẹp ở trên cái cây đi. Thì cây của mình 2 3 hôm sau nó sẽ lại như tự nhiên nhé các bác. Đấy, nó không còn những cái đốm trắng này nữa. Và cái bệnh này thì các bác phải xử lý luôn, không thì nó rất dễ lây lan sang các cái cây khác nhé các bác. Và nhiều bác là không biết cách trị, thì là dùng mỗi thuốc sâu phun thì không bao giờ chết được các bác ạ. Các bác phải hòa lẫn với lại dầu rửa bát hoặc là nước xà phòng ấy, thì các bác chỉ cần phun hai lần là nó chết hết, nó chuyển màu thành màu vàng luôn các bác ạ. Đấy. Còn bây giờ là nó chết hết rồi thì em lại dùng cái bàn chải đánh răng này, em hòa hòa dầu rửa bát với lại xà phòng, em đi chà lại một lần nữa như này để cho nó đen, cho cây nó đỡ bị mốc trắng trắng như thế nhé các bác. Đấy. Thì em hướng dẫn qua mọi người để mọi người hiểu cái bước cơ bản như thế, thì mọi người làm cho cái cây ở nhà mình nhé các bác. Đấy. Rồi thì bây giờ em quay cho các bác mấy một số cái cây mà em đã bán giao lưu bán buôn đi rồi. Thì lô cây này 30 cây thì đã được một anh khách đặt rồi, đặt mua hết cả 30 cây này nhé các bác. Thì em bắt đầu em cho dồn hết vào đây rồi em quây lúa túi ni lông và em xử lý là việc thắp bóng đèn, chỉ cần thắp độ tầm độ 15 đến 20 hôm thôi thì là cây nó sẽ nở hết hoa ra các bác ạ. Đây, những cái nụ đấy, rất là nhiều nụ nha các bác, hầu như cây nào cũng đều đều có nụ hết rồi, nụ hoa báo hết rồi dưới kia kìa các bác. Đấy, cây nào cũng có nụ hết rồi, nên là cái thời tiết năm nay là năm nhuận nên là dễ rất dễ xử lý ra hoa. Chỉ cần mình thắp bóng điện 15 hôm thôi để cho kích kích nó thêm một chút nữa, cho nó ấm lên một chút nữa thì nó sẽ nở vào đúng dịp Tết. Đấy. Đây là cái nụ này mà. Đây. Rất là nhiều nụ luôn. Và cây nào cũng có nụ nhé. Rồi, video này em xin làm ngắn đến đây thôi nhé. Hôm nào em quay xong túi ni lông thì em sẽ lại làm quay liên tiếp cho các bác để các bác cùng cùng với em xử lý cây đào thất thốn tại nhà mình nhé các bác. Rồi, em xin chào toàn thể các bác.